Ơi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục ra cái khu rừng xanh này. Mình đi tìm đồ chơi nha các bạn. Hôm bữa thì mình ra đây, mình phát hiện có rất là nhiều xe đồ chơi luôn á các bạn. Nên là hôm nay mình lại ra đây tiếp. Mình tìm xem coi ở đây có đồ chơi nữa không nha các bạn. Tiếp tục đi tìm thôi. Xung quanh mình toàn là đồ chơi thôi đó các bạn. Phải tìm thật kỹ mới thấy đồ chơi nha. Mình phải nhìn trên cây nữa các bạn ơi. Ui, ui, cái gì vàng vàng ở trong này các bạn ơi. Để mình lấy ra xem. Ủa cái gì đây? Để mình xem nha các bạn ơi. Wow các bạn ơi, là một cái chiếc xe đồ chơi nè các bạn. Quá đẹp luôn. Mình lấy ra nha. Wow, trời ơi đẹp quá các bạn ơi. Một cái chiếc xe container chở ô tô máy xúc nè các bạn. Quá đẹp luôn ha. Rất là dài và bự khổng lồ nha các bạn. Rồi mình mang mình để đây nha. Để đây. Rồi tiếp tục. Mình nhìn xung quanh mình xem ở đây còn không. Mình nhìn trên cây nha. Ui, các bạn ơi, ở trên cây có một cái chiếc xe máy ủi nè các bạn ơi. Wow, mình lấy xuống nha các bạn. Đó, đẹp quá các bạn ơi. Ui, nó bị dính đây nè. Lấy xuống nha các bạn ơi. Ây, rồi, đẹp quá. Cho chạy lại nha. Ui, bị xích ga các bạn ơi. Mình lắp lại nha các bạn. Ok. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, tiếp tục đi tìm thôi các bạn. Ở trên đây có những cái trái cây gì nữa các bạn ơi, mà đỏ đỏ nè, mà các bạn không được ăn nha. Mình không biết trái gì thì mình đừng có ăn nha các bạn. Rồi tiếp tục thôi. Tiến sâu bên trong xem trong đây có không nha các bạn ơi. Ui các bạn, mình thấy có một cái chiếc xe gì nữa các bạn ơi. Ui lo ra nha. Wow, một cái chiếc xe tải chở hàng nè các bạn ơi. Đẹp quá ha. Quá trời đẹp luôn á các bạn. Rồi, mình để đây nha. Mình đã tìm được 3 món đồ chơi rồi các bạn ơi, đẹp quá à. Rồi, tiếp tục thôi. Nhìn gốc cây này có không? Xem gốc cây bên đây có không? Úi, úi, úi kìa. Có một cái chiếc xe gì nữa nè. Các bạn. Ui, bị sức ra các bạn ơi. Một cái chiếc xe bồn trộn bê tông nha các bạn ơi. Cái mẫu này cũng rất là đẹp đó. Rồi mình để đây nha các bạn. Quá đẹp luôn. Đã tìm được 4 món rồi. Tiếp tục đi thôi. Ui các bạn ơi. Xa xa thì mình thấy có một cái bạn máy xúc và một cái bạn xe ben múa cát đang làm việc. Rồi bây giờ mình sẽ chơi với trò chơi với hai bạn này nha. Mình sẽ xúc cát mình để lên xe ben nha. Đó, đã chưa? Wow. Ui, các bạn ơi, mình xúc cái gì cứng cứng nè các bạn. Ui, ui, là một cái chiếc xe đồ chơi nữa các bạn ơi. Ui, đi đâu mình cũng thấy được đồ chơi hết các bạn. Số mình thật là may mắn luôn. Rồi, một cái chiếc xe gì đây? Xe này là xe gì các bạn? Ui, đây là một cái chiếc xe bồn trộn bê tông nha các bạn ơi. Đã quá à. Rồi, mình để đây nha các bạn. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ xúc cát lên xe ben. Mình đi đổ thôi nha. Rồi dừng chân chỗ này mình đổ cát xuống nè. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chở mấy cái bạn xe này lại kia nghe. Đi thôi. Là đây mình lấy chiếc xe máy xúc nữa nha các bạn. Mình đã tìm được nhiều món đồ chơi lắm nha các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình không tìm nữa đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá những cái chiếc xe đồ chơi này nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ khám phá cái chiếc xe này nha. Rồi bắt đầu mở ra thôi. Ở đây có rất là nhiều miếng băng keo nha các bạn. Phải tháo ra nha. Băng keo nhiều quá các bạn ơi. Quá nhiều luôn á.
Ôi, ôi, đẹp quá các bạn ơi, nó bị đổ hết ra rồi. Nó bị rớt mấy cái gì nè các bạn. Ở đây có cái gì nè. Ở đây có những cái gì nè các bạn ơi. À, đây có những cái mỏ lết nè các bạn ơi. Mỏ lết nè, rồi tục vít nè các bạn. Mấy cái bánh xe này mình có thể tháo ra được nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tháo cái bánh xe này ra cho các bạn xem nha. Đó, ghê chưa? Quá hay luôn. Mình là kỹ sư đó các bạn. Mình gắn lại nha. Cái bộ đồ chơi này chơi đã quá các bạn. Đó, mình đã lắp lại thành công. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái nào ra nữa cho các bạn xem nè. Đó, mình tháo cái này đây. Tháo cái chiếc xe này ra nha. Rồi mình lấy ra nha các bạn. Đó, mình đã lấy ra thành công nè các bạn. Bây giờ mình sẽ làm kỹ sư, mình lắp lại nha. Lắp lại. Mình gắn cái con vít này lại các em nha. Quá hay luôn các bạn ơi. Đây là một cái chiếc xe máy ủi nha các bạn ơi, máy xúc lạc. Quá hay luôn các bạn. Rồi cho chiếc xe này chạy lên nữa nha. Đây là một cái chiếc xe ben nha các bạn ơi. Quá hay luôn các bạn ơi. Nhìn thì rất là đẹp đấy. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá cái chiếc xe container này nha. Rất là dài, rất là nhiều bánh luôn. Các bạn nhìn xem nè, quá trời bánh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái đầu xe này ra nha các bạn. Hay chưa, mình tháo cái mui xe này ra nè các bạn. Quá đã luôn. Rồi mình lắp lại nha, mình khám phá mà các bạn. Các bạn xem nè, bây giờ mình sẽ tháo cái bình dầu này ra nha. Hay chưa, đây là cái bình dầu nè các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi này chơi đã quá à các bạn. Ok, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi mình để cái hai cái bạn xe này lên đây nha. Tiếp tục bây giờ mình phải khám phá cái chiếc tiếp theo rồi các bạn. Rồi mở ra nha. Shada, đây là một cái chiếc xe tải chở hàng. Đó, rất là đẹp luôn. Cái bánh rất là cao nha các bạn. Cái bánh cao lắm luôn á các bạn ơi. Rất là đẹp ha. Để mình xem bên trong cái thùng này coi có gì trong đây không. Không có các bạn ơi, cái thùng không có gì hết trơn. Rồi đóng nắp thùng lại nha. Đẹp quá à. Ở đây là hai cái ống khói nè các bạn. Ống khói nè. Đây cái ống khói đó nè. Còn đây là hai cái kèn. Còn chỗ này là cái kiến hậu nha các bạn ơi. Quá đẹp luôn. Cái xe này thì có mấy màu các bạn. Cái đầu xe cabin là màu gì các bạn ơi? Là màu đỏ nha. Còn cái thùng xe là màu gì các bạn? Là màu trắng. Quá tuyệt vời luôn. Rồi tiếp tục bây giờ mình khám phá cái chiếc xe ở bên trong này. Chiếc xe gì đây? Mở ra nha. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây là một cái chiếc xe bồn trộn bê tông nha các bạn. Hai chiếc xe này nó giống nhau lắm nha các bạn ơi. Cái bánh cũng rất là cao đó. Cao quá ha.
Để mình khám phá cái trộn bê tông này xem. Ui, ở đây có đồ xây nè các bạn. Xây ngược lại nha. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây có một cái máng nè các bạn, máng đổ bê tông xuống nha. Mình thích bê tông đổ hướng nào thì mình cho cái máng này qua bên cái hướng đó. Đó, ở đây có mấy cái đèn nè các bạn ơi. Đây có số số xe nè các bạn ơi. 268932. Wow, tuyệt vời luôn. Xe này cũng có hai cái ống khói nha các bạn ơi, ống khói bên đây và ống khói bên đây nữa, có hai cái kèn, hai cái kính hậu. Quá tuyệt vời luôn. Coi, cái số xe này là số xe bao nhiêu? 268935. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rồi mình cho ra đây nha. Tiếp theo mình khám phá chiếc xe này coi. Đây là một cái chiếc xe máy xúc lật nữa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên đây nha. Chin 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 chin. Đã quá các bạn ơi. Cái là đã ha. Cái này mình có thể lắp ráp được nha các bạn. Nè. Hay quá. Rồi, tiếp theo mình xem cái chiếc xe ben này xem. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này các bạn ơi. Nhưng mà chiếc này nó bẩn rồi các bạn, dính cát rồi. Tí về nhà mình sẽ vệ sinh sạch sẽ rồi mình cất trong tủ nha các bạn ơi. Khi nào mình buồn chán mình lấy ra mình chơi nha. Rồi, còn đây là một cái chiếc xe ben chở cát cũng rất là cũ. Đó. Tại vì hồi sớm giờ chiếc xe ben này làm việc mà các bạn. Đó. Bánh cao quá, đẹp quá các bạn ơi. Rồi, còn một cái chiếc xe cuối cùng nè. Đây là một cái chiếc xe cẩu múc cát. Đó, mình múc cát lên xe nha. Ok. Rồi, xe mình đổ cát nè các bạn. Hay quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình cho các bạn xem một lần nữa nha. Rồi, mình phải nói lời chia tay các bạn rồi. Sớm giờ mình chơi, mình khám phá cũng rất là mệt rồi các bạn. Mình nhìn lại nữa nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 chiếc xe đồ chơi nha các bạn ơi. Quá trời nhiều luôn. Rồi, bye bye các bạn và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Mình phải về nhà ăn cơm rồi các bạn.